trời đẹp chưa. Đây là coi biên giới giữa hai nước Pháp và Tây Ban Nha. Chỗ này càng luôn nè. Chỗ này khi nào mà chắc muốn
bao cửa. Bao phủ bên dưới tầm mét. Bên núi này là phải bao có đá nó chưa được số. Bên Mỹ thì đi từ đó mà. Thôi chứ khi ở trời cái tầm tầm nước nước thì đây. Xe tải gặp xe boss. Đâu? Biết rồi.